Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính thưa quý vị, trong những năm qua, bên cạnh công tác huấn luyện chiến đấu, tiểu đoàn 14 trung đoàn 174 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn duy trì và phát huy hiệu quả phong trào đọc sách, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, kiến thức và trình độ mọi mặt cho cán bộ chiến sĩ. Từ đó, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong chuyên mục xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự tiểu đoàn 14 lan tỏa văn hóa độc trong cán bộ chiến sĩ. Đã thành nề nếp, bên cạnh các hoạt động thể dục thể thao, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 14, trung đoàn 174 có mặt ở phòng Hồ Chí Minh của đơn vị để đọc sách báo. Hệ thống sách báo tạp chí nơi đây được bố trí xếp đặt gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, dễ tra cứu theo từng chuyên mục, với đầy đủ các đầu sách, báo, tạp chí và được cập nhật thường xuyên đã phần nào cho thấy sự quan tâm đến văn hóa độc cũng như ý thức xây dựng môi trường văn hóa của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Chính vì thế, nơi đây từ lâu đã trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa hấp dẫn của cán bộ chiến sĩ là nơi bồi dưỡng tri thức, tâm hồn, nhân cách cho bộ đội. Xác định sách có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ và bồi dưỡng đạo đức, nhân cách cho cán bộ chiến sĩ. Đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn đã tuyên truyền giáo dục về ý nghĩa, vai trò của việc đọc sách cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Kịp thời thường xuyên bổ sung thêm nhiều loại sách báo tạp chí từ truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, quân khu 7 của lực lượng vũ trang tỉnh và truyền thống của đơn vị, tài liệu tuyên truyền pháp luật, tài liệu học tập chính trị, quân sự cho đến các loại văn kiện đại hội đảng toàn quốc qua các thời kỳ và các loại tạp chí, sách báo, tiểu thuyết, tạo sự hấp dẫn thu hút bộ đội đến với sách, đáp ứng nhu cầu thông tin thời sự và nghiên cứu của quân nhân nhiều loại sách báo trở thành tư liệu quý phục vụ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị học tập nghiên cứu để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao bên cạnh đó đảng ủy chỉ huy tiểu đoàn còn làm tốt công tác định hướng các nội dung bổ ích để cán bộ chiến sĩ kịp thời nắm bắt thông tin trang bị kiến thức chính trị quân sự pháp luật đời sống qua đó xây dựng ý chí bản lĩnh vững vàng trước mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch không để thông tin xấu xâm nhập vào đơn vị gây ảnh hưởng tới quá trình học tập rèn luyện của cán bộ chiến sĩ. Sách đã góp phần trang bị cho cán bộ chiến sĩ những kiến thức cơ bản nhất về những nét văn hóa lịch sử khoa học phục vụ cho cái uh, thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Những kiến thức ở trong sách thông qua đọc sách thì cán bộ chiến sĩ cũng hình thành nên những cái uh, phẩm chất những nhân cách của người quân nhân cách mạng. Đó. Thì uh, hiểu được những cái vấn đề như vậy thì trong thời gian vừa qua, đặc biệt là từ năm 2014 trở lại đây, đảng ủy ban chủ huy trung đoàn đặc biệt là quan tâm đến cái vấn đề là xây dựng cái văn hóa đọc trong đơn vị. Hàng năm này vào những ngày 21 tháng 4 thì cũng đã hưởng ứng cái văn hóa đọc sách tại đơn vị, phát động cán bộ chiến sĩ là tham gia đọc sách và ngoài ra thì còn trao đổi, giao lưu với những đơn vị bạn, với thư viện của cấp trên để luân chuyển các đầu sách để cho tạo cái nguồn sách sinh động cho anh em và tìm hiểu. Đây là công trình nhà đọc sách thanh niên chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2021 của cán bộ đoàn viên thanh niên liên chi đoàn 14 trung đoàn 174 trên cơ sở nhà mát của đơn vị đã hư hỏng với sức trẻ, sự khéo léo, sáng tạo và đoàn kết, tuổi trẻ đơn vị đã tạo ra một không gian thực sự yên tĩnh, hòa quyện với thiên nhiên, tạo hứng thú cho việc đọc sách báo của chiến sĩ trong đơn vị. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đơn vị cắm trại làm công tác chống dịch dài ngày, thì công trình là một sân chơi bổ ích, lành mạnh, động viên cán bộ chiến sĩ an tâm tư tưởng, huấn luyện và công tác. Thì nhận thấy rằng ấy, à, trong hiện nay, ngoài cái phòng đọc sách Hồ Chí Minh và thực hiện cái chương trình đọc sách vào cái giờ đọc báo trong thời sự buổi tối thì không có không gian nào mà thật sự yên tĩnh, thật sự dành riêng cho cái việc đọc sách. Và cái việc nâng cao văn hóa đọc hiện nay là đang được chú trọng, được đảng ủy các cấp quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ. Vì vậy là chúng tôi hướng đến cái công trình nhà đọc sách thanh niên. Thứ nhất là phục vụ cho nâng cao văn hóa đọc, làm cho cán bộ chiến sĩ có một cái sân chơi, lành mạnh, bổ ích trong cái quá trình mà dịch bệnh kéo dài thì toàn đơn vị chúng tôi tổ chức cắm trại và một số đồng chí tham gia phục vụ cho phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thì toàn bộ ý tưởng được đoàn viên thanh niên chúng tôi là đoàn kết lại xây dựng thì toàn bộ công trình là khoảng 12 m2, trong đó kinh phí xây dựng khoảng 4,5 triệu đồng. Và kinh phí này là được trích từ cái nguồn quỹ của liên chi đoàn mà chúng tôi thu gom rác thải ve chai để bán và tạo thành cái quỹ cái quỹ đó thì dùng để hỗ trợ một số đồng chí đoàn viên thanh niên gặp khó khăn cũng như là thực hiện các chương trình các nội dung của công tác đoàn và phong trào thanh niên nằm dưới bóng vườn cây mát mẻ nhà đọc sách thanh niên được trang trí bắt mắt bởi những chậu hoa cây cảnh và cả hòn non bộ tạo không gian trong lành mát mẻ gần gũi với thiên nhiên bên trong nhà đọc sách kệ để sách cũng được thiết kế khá đẹp mắt và khoa học với đa dạng các loại sách Mỗi tháng sách sẽ được thay đổi luân phiên từ các đầu sách của phòng Hồ Chí Minh đảm bảo cho chiến sĩ có thể đọc được nhiều loại sách nhất. Bình thường em rất thích đọc sách lịch sử tiểu đoàn 14. Việc đọc sách nó giúp ích cho em rất là nhiều việc, ví dụ như thư giãn đầu óc, có tâm lý vững hơn. À, đọc sách ở ngoài đây thì khác với đọc sách trong phòng thì ở ngoài thì nó thư giãn kiểu thoải mái đỏ hơn không khí trong lành thoáng mát hơn ở trong phòng trong môi trường quân đội hạ sĩ quan chiến sĩ tại ngũ không được sử dụng điện thoại di động nên đọc sách báo là một trong những chế độ tiêu chuẩn để góp phần làm phong phú tâm hồn nâng tầm tri thức cho bộ đội từ khi được đưa vào sử dụng nhà đọc sách thanh niên đã được toàn thể cán bộ đoàn viên thanh niên hưởng ứng việc đọc sách diễn ra thường xuyên hơn vào giờ nghỉ, ngày nghỉ không còn hiện tượng vi phạm kỷ luật như sử dụng điện thoại sai quy định, hút thuốc lá, uống rượu bia trong đơn vị. Thông qua đó, giúp cán bộ chỉ huy đơn vị có thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của chiến sĩ, nhất là trong lúc tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Có thể thấy, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy đơn vị, phong trào đọc sách ở tiểu đoàn 14, trung đoàn 174 bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã có bước chuyển biến vững chắc đi vào nề nếp góp phần giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho bộ đội đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc bồi dưỡng phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chuyên mục xây dựng đảng của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ tới. Thân mến, chào tạm biệt.